Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Phùng. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biết cách thiết lập in hai mặt. Thiết lập máy in để các bạn có thể in ra một tờ giấy mà in hai mặt chứ không phải in từng mặt. Vì mục đích của nó, của Office này là nó để cho các bạn là in từng mặt. Mỗi một trang A4 nó chỉ in một mặt thôi. Nó sẽ không in tiếp mặt sau, làm sao để các bạn có thể in được một tờ giấy hai mặt, tiết kiệm chi phí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu luôn nhé. Mình lấy ví dụ một cái file như thế này. Đúng, nó có rất nhiều trang. Và các bạn muốn in nó thành một cái trang, cái tập mà hai mặt có nhiều trang đó. Thì để in thì các bạn sẽ có hai cách. Thứ nhất, các bạn sẽ vào file, sau đó xuống chọn print. Cách thứ hai thì các bạn có thể nhấn Ctrl P tổ hợp trên bàn phím, nó sẽ ra giao diện như này. Kể cả Word và Excel và PowerPoint nó đều như vậy đó. Các bạn chỉ thao tác như vậy nó sẽ dẫn các bạn đến cái giao diện như này để các bạn thiết lập máy in, để các bạn in. Thứ nhất ở trên này chỗ copy này thì các bạn có nhìn đang để mặc định là số 1, nó chính là cái bản in. Các bạn bấm phát nó sẽ in ra một bản in. Đấy. Một bản in tức là một file này của bạn là có 10 trang, nó in ra đúng 10 trang như vậy. Nếu các bạn muốn nhân bản lên làm 2 hay 3 hay làm bao nhiêu bản ra nữa thì các bạn sẽ bấm vào đây. Thì nó sẽ ra cho bạn bấy nhiêu bản, bấy nhiêu bộ. Tiếp theo đến đây, nó chính là cái máy in, là nơi mà các bạn phải chọn cái máy in, quan in như là in màu, in cái máy in màu, máy in A4 đấy, nó là máy gì đấy. Có một công ty thì nó sẽ có rất nhiều máy in. Ở đây các bạn vào là nơi các bạn chọn cái máy in nào các bạn sử dụng. Đó. Tiếp theo sẽ đến phần setting, và cái phần setting này thì đây là cái bảng, cái đầu tiên print on page này, tức là nó sẽ in tất cả toàn bộ các trang cái file này của bạn luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn đó, ví dụ như in chỉ trang 4, bấm số vào hoặc 1 đến 2 hoặc bấm như thế này, 3 như thế này, 4 như thế này, trang 8, trang 9 đấy, nó là như vậy. Tiếp theo print mặc định của nó, đây là mặc định nhé, mặc định của nó đang để in một mặt này. Đây chính là chỗ mà chúng ta đang muốn nói đến cách thiết lập in hai mặt. Chúng ta sẽ cài đặt ở chỗ này. Các bạn, mặc định của nó sẽ là in một mặt. Các bạn sẽ bấm vào, bấm in, nó sẽ ra một mặt. Và để hai mặt, các bạn sẽ bấm vào đây, gõ xuống, chọn cái này, print on button size, in hai mặt theo kiểu là các bạn sẽ lật đúng như cái hình mà nó đang mô tả ở một tờ giấy A4, lật từ dưới góc dưới hất lên các bạn nhé. Còn ở phía dưới này là nó cũng là in hai mặt, nhưng mà nó là lật từ dưới lật lên, không phải là lật từ bên phải qua bên trái mà là từ dưới lật lên. Đó, đây là hai tùy chọn in hai mặt, và cái tùy chọn thông thường của chúng ta sử dụng đó chính là cái ở trên này, lật giống như lật quyển vở, lật quyển sách ấy, từ bên phải lật sang, đúng không ạ? Đây, đó. Sau khi chọn ở đây thì các bạn bấm in, thì lúc này chúng ta sẽ in được cái bản hai mặt cho các bạn. Ngoài ra thì mình giới thiệu thêm về những cái setting ở phần bên dưới để cho mọi người biết, có thể làm chủ được cái trang in này. Các bạn có thể thiết lập in ở phía dưới nó, các bạn cứ nhìn thấy 123 như thế này thì có nghĩa là nó đang, khi mà các bạn muốn in ra thành nhiều bản ấy, thì nó sẽ có những lựa chọn là nó sắp xếp ở máy in ấy. Nó sẽ in một lúc 123, ví dụ chúng ta đang có 3 trang thì nó sẽ sắp xếp ở trên máy in này, nó sắp xếp xong thì các bạn sẽ ra các bạn lấy, thì nó sẽ sắp xếp lần lượt 123 này, cái trang tức là lần lượt như vậy. Nhưng mà ngoài ra chúng ta có thể chọn 11, 12, 23 như thế này,
Thì ví dụ các bạn in ra 10 bản thì nó sẽ ra 10 cái tờ trang 1 trước. À, xong rồi đến 10 tờ trang thứ 2, xong đến 10 tờ trang thứ 3. Đấy, nó là như vậy, tiếp tục như thế. Thì cái kiểu này cũng rất ít người dùng thôi. Chủ yếu là mọi người sẽ in theo kiểu này. 1, 2, 3 in xong thì lập ghim lại. Đó, đúng không ạ? Từng bộ từng bộ. Cái thiết lập này nó là cái để chúng ta có thể quay ngang, đó, quay ngang tờ giấy, quay ngang, quay dọc, đó, để chúng ta in nó ra là chúng ta để ngang hay để dọc tờ giấy, in theo chiều nào. Đây các bạn có thể lựa chọn ở đây. Đó, các bạn đang để dọc nhưng giờ các bạn muốn in ngang, đấy, xoay ngang tờ giấy ra. Rất là ok. Tiếp theo, đây chính là cái để các bạn chọn khổ giấy để các bạn in. Như chúng ta đã để mặc định của nó như thế này, A4 này. A4, các bạn thấy đây, thì gọi A4, đó. Để chọn là A5. Thì cái giấy A5 nó bé thì nó sẽ làm cho cái bảng đầu tiên của các bạn nó sẽ không được chuẩn, đúng không ạ? Thì các bạn để ý nhiều khi máy nó cài mặc định sẵn là A5 rồi thì các bạn phải vào đây để các bạn chỉnh lại để chuyển về A4. Đó, thì nó mới chuẩn được cái file mà các bạn đã làm từ trước. Quay dọc lại A4. Tiếp theo đây là chỉnh lề, tức là cái khoảng này các bạn này. Đó, trái tốt trên xuống dưới là 2,5 cm, trái sang cũng 2,5, tất cả đều bằng nhau hết các bạn. Đấy là theo cái mặc định mà từ đầu tiên mình đã làm. Các bạn có thể nhìn theo cái trên này chẳng hạn, cái tùy chọn này các bạn click vào thì trên dưới chỉ cách 1 cm thôi, các bạn thử nhé, nhìn nhé. Đó, nó zoom lại như thế này luôn. Cái bên này là phần review sau khi in ra thì các bạn có thể nhìn vào nó để các bạn tùy chỉnh làm sao cho nó đẹp. Cái này thì có nghĩa là cái này nó rất là ít dùng, in ra nó có hai vết, nó cùng hai trang, một trang nó cùng trên một cái này, nó thu gọn lại được, nó không gì, rất là ít khi sử dụng đến. Rồi, hôm nay là mình vừa hướng dẫn qua các bạn để các bạn thể làm chủ được cái trang thiết lập mà in này trong cái giao diện của Office 2019 và Word rất dễ dàng các bạn. Và mục đích chính là đây, hướng dẫn các bạn cách các bạn vào đây để tùy chỉnh in hai mặt. Cái Excel thì sự là nó cũng giống y hệt như vậy, không khác một cái gì cả. Các bạn bấm in, bấm Ctrl P nó lên, các bạn vào đây, các bạn cũng ra in thì nó cũng sẽ ra diện đây, các bạn nhìn thấy chưa, hai giao diện cũng giống y hệt nhau. Đó, này thì nó chưa có cái gì cả, mình chưa tạo cái gì của máy in. Ở đây thì nó giống y hệt cái kia thôi, không có khác một cái gì cả. Khi mà các bạn muốn in hai mặt thì đây, các bạn sẽ vào đây, đó, mục này, chưa, đó. Cái mình có khác đây là có từ trang này đến trang này, thì cái này nó là trang tính, cho nên là Excel nó sẽ thể hiện rõ hơn là các bạn muốn in từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu. Đó, thì nó rõ ràng hơn bên Word kia. Còn mọi thứ thì nó cũng sẽ đều giống nhau hết, không khác một cái gì cả. Rồi, hôm nay mình vừa hướng dẫn các bạn này cách để in hai mặt cho trong Word Office của 2019 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì có thể cho mình like, subscribe, đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy cần góp ý gì thì có thể để comment bên dưới để cho kênh có thể ngày càng phát triển. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Mình hẹn gặp lại ở video tiếp theo.